Hôm nay thì em test cho các bác đấy ạ. Do cái tính chất công việc nó bận quá chưa test được. Và các bác đây là đôi loa Bass 40, loa đến từ nước Đức. Em đẩy cái camera nó ra xa một chút để cho các bác nhìn cho nó dễ. Chứ còn nếu mà đúng của nó, đôi loa nó hình hình ở bên ngoài các bác nhìn nó hình như thế này. Đây, đây là hình thật kích thước Bass 40. Đấy. Nhưng em đẩy ra xa để em đặt cái máy quay cho nó tiện đấy. Tiện đây. Còn đây, nếu mà về để nhìn cho các bác thì nhìn đúng hơn thì bác găng tay của em đây. Mỗi một găng tay là 20 thì đấy găng tay nó gần đến điểm giữa. Còn bên kia, đây là Bass 40 ạ. Bass 40 của Đức. Và em test thẳng nhé, em chỉ nhấc cái dây hàng ngày em test con loa đồng trục này. Đây, em nhấc khỏi đi. Nhấc cái dây nó khỏi đây đây, dây của nó đây. Về cái âm ly đây, âm ly đèn này. Nhưng mà em sẽ chuyển nó về cái cầu 4 ohm nhé, cầu 4 ohm. Đây là cầu này cầu 4 ohm, còn mọi ngày đánh cái loa kia em phải để cầu 8 ohm đây, đây cầu 4 ohm thế thôi. Còn vẫn vậy. Và báo cáo các bác là đây, em đánh con âm ly đèn là Pomac giá 8 triệu 9. Âm ly bình dân thôi. Mà các bác có âm ly đỉnh cấp, đẳng cấp thì không nói rồi. Sau đây mời các bác nghe bản test của em nó. Báo cáo các bác ở bác xem nó có xứng đáng 26 triệu nhé. Mời các bác này, em test trực tiếp này, dây tất cả dây tín hiệu đến âm ly rồi ra loa đều là dây bình dân hết. Mời các bác. Và đây cái model của đôi loa đây ạ. Em tiếc nhất là hôm trước em giới thiệu cho các bác rồi, cái model của đôi loa này là khi em họ về họ cuốn băng dính vào sau em lột một cái bên kia nó bay mất cái này này,
model của nó đây ạ. L3701 30VA 4 ôm. Các bác nhớ con này đánh trở kháng 4 ôm nhé. Loa của Đức luôn ạ, 26 triệu. Bác nào có thì liên hệ với em Tuấn. Loa Đức thì đừng có hỏi có hay hay không. Bát 40 đấy. Nó và đặc biệt là bát 40, không dễ kiếm đâu. Em chào các bác nhé.